đến 13 giờ nẻ nó. Tí nữa.
10 phút chưa? Già lắm rồi, phải cưa xuống các bạn ạ. Mình phải cưa xuống xong là trồng cây khác, trồng lại mấy cây sầu riêng này, bơ này xuống. Thơ quá rồi. Bốn phút rồi, tắt luôn á.
10 phút rồi bạn.